Cô bác nè. Rồi bé sâu đâu? Bé sâu đâu rồi? Còn bên đây là Trang đằng sau đây ông bà cô bác ơi, mỗi người một công việc. Rồi Trang đằng sau đang nhổ cái bèo đây. Đó ông bà cô bác thấy không? Bây giờ ở nhà coi như là làm cái quá trình coi như là nghề này hồi xưa giờ là cũng ngoài 40 năm rồi mà cô bác. Làm rau, làm rẫy nè. Hồi trước là cũng làm cái vườn ở trên nhà, cái vườn mà chỗ anh ba trồng mai á, thì cái cũng làm cái vườn nó luôn, rồi làm vườn trên đây nữa. Bây giờ là ba mẹ cũng một phần là cũng lớn tuổi rồi, rồi Phong á thì giờ cũng dạy như cái công việc chuyên môn là cũng đi ở ngoài nhiều nên là cũng hạn chế, là dạy như là cũng rảnh lúc nào làm lúc đó, cũng không có chiên á, nên là ở nhà là rút lại, không có trồng ở dưới gần nhà nữa. Thì triển khai chỉ có tập trung là trồng ở trên khu vườn trên đây thôi, thì coi như là làm tới đâu hay tới đó, nhưng mà cái công việc bây giờ là vẫn là công việc chính luôn, công việc chính mà để cái nguồn thu nhập của nhà luôn đó mà cô bác. Đó, đằng sau là ba đang bên đây là ba đang tưới rau bên đây đó, đang mời cô bác. Rồi Khánh chia sẻ một số hình ảnh của ở nhà, rồi mấy bé nhỏ là bữa nay cũng tập trung lên đây rồi cũng cổ vũ tinh thần, mặc dù là không làm gì nhiều, thì chủ yếu là tập trung về là vui rồi, vui hạnh phúc rồi mà cô bác ơi. Thì Khánh cũng muốn chia sẻ một số hình ảnh và chân thật của nhà về cái quá trình làm việc sao đó, về cái khu vườn trên đây nữa. Thì sáng sẵn đây cho mấy bé đi lên đi tắm nắng luôn, tắm nắng ở trên vườn trên đây. Thì trước khi mà chuyển máy quay lại thì Khánh Nguyễn với gia đình cũng xin kính chúc toàn thể quý khán giả với Mạnh Thường Quân về đón một cái năm mới, tại vì năm mới cũng đến rồi. Thì cũng chúc ông bà cô bác là lúc nào cũng mạnh khỏe hết, rồi bình an, về gia đình luôn ấm áp hạnh phúc. Trời ơi, làm giật mình. Rồi, thôi Khánh chuyển máy quay là đây ông bà cô bác ơi, ông bà cô bác xem ủng hộ giúp cho Khánh luôn. Nguồn động lực lớn để Khánh tiếp tục quay những video đời thường về sinh hoạt ở nhà, về thiện nguyện, phục dược. Quan trọng nhất là vẫn giữ vững cái đôi tay để phục dược giúp cho bà con khỏi bệnh đau bây giờ cũng hả? Hôn má tư cái coi, ốc hả? Hôn má tư cái coi, ôm cổ vô. Ôm cổ nhiệt tình cho coi. Trời hung mà hung chưa chạm vô mà chưa có chốc. Rồi Khánh chuyển máy quay lại đem mệt cô bác. Đi, trên đó này. Trời ơi, sáng giờ mấy đứa. Sao mấy đứa nào mà giữa súc miệng cũng đều giống như là chảy ke hết vậy. Uống sữa mẹ ơi. Uống sữa hả? Uống sữa. Bánh tù tì. Giờ ra qua đây quán tù tì đứa bác tư nè. Bánh tù tì nha. Nè, bánh tù tì. Quán tù tì. Bánh tù tì nè. Sao tự nhiên đồ bánh tù tì xong bánh tù tì bánh tư vậy? Thôi hát đi, hát cho mình. Thôi con đi lượm ốc hả? Thôi con. Nè, tí đi lượm ốc thôi. Vậy thôi đừng nhỏ nữa con. Nè, con lượm cái này lại con, hồi nãy nè, lượm lại. Xếp lại, xếp lại. Nhỏ chừa lại đi con. Tụi con đừng có nhổ cái nhỏ quá nha. Để mai mốt mình chừa lại mình ăn. Này là ngò đây ông bà cô bác, ngò đây ngò rí nè. Ngò rí nha. Chừa lại con. Đừng có lạc hết, nhỏ quá bớ nó lọt. Nay ngò bao nhiêu ký mà? Được bao nhiêu ký á? Trời ơi, có 18 ngàn ký. Gì? Trời ơi, ngò mà có 8 ngàn ký gì hả? 18 ngàn. À, trời ơi, giỏi người ta, trời bé Xu rồi. Ê, trời ơi, sao con dục nổi? Xếp lại, cà đó xếp lại cho nội phụ con. Ơi, nè tụi con, nè. Bé Cherry chào mặt cô bác nè. Bị sổ mũi rồi, mấy bé nhỏ bữa nào cũng bị bệnh hết. Đó. Ừ, được, con xếp lại cho bà nội đi. Thơm không? Tụi con thấy thơm không? Ngò có thơm không? Ba hồi nãy ra. Thì trời kéo bụng. Được rồi, mấy đứa được rồi, đừng nổ nữa. Để mà nổ nhỏ bó nó thôi đi. Rồi đến đây còn nhỏ lắm mẹ ơi, để cho mốt bự đi. Bà đang tưới hẹ đây mà cô bác. Thôi đừng ấy con, gom lại chị để đó đi. Tại vì ốc á, mình để đó là tự phân hủy luôn, nó cũng làm phân á. Hồi nãy giờ mẹ đang ở nhà, mẹ làm gì ăn rồi? Đây vợ Khánh ở nhà làm, hồi nãy hình như là làm bánh mì. Bánh mì mấy thịt ba em còn mà phải không ạ? Chứ... Hả? Có chả trong chổng đó con, bữa ông Phong nó mua đem về đó. Thì lên chút về chứ ấy ra có cái nào lấy ra ăn... Chả
bữa ông Phong mua đó, đi với cô Ngọc đó. Con dạ. Trả ốc lại nha. Mua về đi với má Ngọc đó đó, mua trả đi. Nem rồi đó, để rồi mới về ăn nó trước đi. Lấy ra thì chia ra hết, chung chung cho ăn. Chứ để cái kia lòng. Con có che ốc cho nha. Giờ sao mấy đứa hết phụ rồi hả? Mệt rồi hả con? À, đổ mồ hôi mệt rồi hả? Nay nhổ mấy chục cái bèo mẹ. Nhổ hết cái bèo này luôn hả? Nhổ hết hết luôn á. Về hả? Về trước nha bà. Gì mới ấy về vậy? Nha. Thôi làm chút xíu nữa đi rồi chút về về ăn luôn. Trời thấy ông em còn đi kiếm gì em kiếm ốc hả em? Đây mà cô bác bên đây có ngò gai. Để đó đi con, chưa về mà. Bên đây có ngò gai nè. À, nguyên cái giải ngoài bìa đây là ngò gai. Thôi đừng có nhổ nữa. Trời ơi, thua lụm ốc đâu vậy? Đừng có nhổ nữa mấy đứa, đừng nhổ nữa. Ngò gai nó tốt quá trời luôn nè ông bà các bác. Này là cũng tới thu hoạch được rồi nè. Cái này là mình thu hoạch được chứ mình để già quá cũng không có được. Già quá là nó hết chất. Tụi con đi về hả? Trời có thưa ông bà nội chưa? Thưa ông bà nội đi về nè. Đi đàng hoàng nha. Giờ Cherry ở lại phải không? Cherry đi sâu ở lại phải không? Về hết đi con. Ổng em đàng hoàng con. Về đi nắng lắm. Với Su đi về. Coi Su nha con. Về đi nắng lắm. Nè bên đây. Bên đây. Bên đây có xả nè. Nguyên cái dãy bên đây xả nè ông bà cô bác. À, ở nhà thì như là cầm trồng theo cặp mấy cái mé vườn đó. Rồi mình có cái gì mình cứ trồng để có sinh hoạt chứ xả nè. Mỗi lần mà mua cái gì ăn rồi có mấy tép cũng phải mua. Còn ở dưới nhà coi như là cái gì cũng có trồng hết. Đó. Có phê mì nữa, đó đằng xa đó ông bà cô bác thấy có bù phê mì nè. Phê mì ba cũng cầm nè, rồi kế bên là cũng có cái ổi nữa. Đó là ba cũng có trồng ngũ chảo nữa dọc dọc theo cái đây nè, dọc dọc theo cái bìa này là có con ngũ chảo nữa. Tụi con đi đàng hoàng nha. Đây, bên đây ở góc hào á. Ở đây có rau nè. Cái này là cũng là cây thuốc á nè, ông bà các bác. Nè, đây nè. Hả? À. Lên trên nhổ đi mẹ ơi, lên trên nhổ ngồi đi. Đó mẹ mót đâu có nhiều. Đây. Đây nè, chuối nè ông bà các bác. Đó. Ở vậy ở nhà lúc nào cũng có chuối là sao? Ở đây ba chồng mà xung quanh đây ba chồng chuối hết rồi, xong cho mấy hào nè. Rồi cũng có mấy cây dừa nữa, mấy cây dừa đợt mà chị Nga, chị Ngọc chị cũng gửi lên cho mấy cây để trồng nè. Đó, mấy cây dừa này dừa xiêm mã lai đít bầu á. Còn đây là thuốc cú đây. Nè. Đó, thuốc cú nè mà các bác. Đây đi lên cho anh mẹ nhổ cho nó kìa ấy chứ mẹ nhổ đây mót đây giờ còn nhỏ xíu không mẹ bó nó lọt hết. Đây sát cho. Đây. Đây khiên cho nhẹ. Khiên đi cho nhẹ chứ cần chi mà đi. Đây kế bên là cái ruộng lúa đây mà các bác. Thì ở dưới quê em mà thì mình cũng giống như mình cắm cọc, mình chia ranh giới đó, thì cũng có mấy cái cột thôi à. Cái quê đất ruộng rồi không à. Ở đây ốc quá trời luôn nè. Đây, đi mẹ sách. Rồi, được rồi, đi. Đi mẹ sách cho. Nặng hả? Thì mẹ để sách cho. Đi, mẹ đi. Đi. Ở đây mà các bác, đây ốc quá trời. Ủa, ốc này đâu, ốc này đâu phải ốc bu vàng đâu mẹ. Không, ốc bu vàng mà. Hả? Vàng hay gì á. Thấy áo bu mà nó đen thui thù lùi nè. Áo bu đen á. Quá trời luôn nè ông bà các bác. Rồi bên đây cây ngũ chảo nè, quá trời bông luôn. Đó, ở đây quầy chuối, đi lên mà không ấy là đụng đầu luôn á. Đây nè. Đây ngò nãy giờ được một bị nè, đi. Cánh sách đi mà các bác ơi. Nè, quầy chuối nè. Chuối này còn nhỏ.
Đây. Con nhổ cải gì Nam? À, mẹ nấu bánh canh hả? Nấu bánh canh sáng, nấu sớm chứ vậy? Rồi sáng sớm thì chị ba vậy nấu bánh canh sớm mà. Thì nhổ có lấy ngò chưa? Lấy có lấy thêm đây nè để về nêm nè. Chắc có nè. Chứ vừa về mất công ấy nữa. Trên đây ngò tốt quá trời hả mà. Trên đây ngò tốt mà nãy ở dưới mẹ mót à. Mót ngắn ngắn không mà. Nhổ cho hết chứ. Thì để mốt nó bự lên chút xíu nữa mà. Không mà các bác nãy dưới nha. Lời dơ sợ ba con sới. Rồi qua xin nhổ kìa, nhổ mình ấy đây, đó. Đây đây đây, để mình nổ nhổ nè. Đây, nè con trọng mà cô bác nè. Dạ, nấu là ăn hết luôn á hả? Dạ. Chứ khi nào ăn? Chưa. Trời ơi, nấu mình tới chưa. Vậy mà đang nấu sớm thằng Nam này. Tưởng hỏi thằng Nam khi nào ăn, nói tới chưa mới ăn. Tối hai hôm hai đứa uống nước ngọt xong rồi dục ngổ ngang luôn, không chịu dẹp luôn. Chứ anh hai mà anh hai. Rồi nãy sáng hai em cà rốt em cho đi dọn kìa. Mà chú Tư nói là tối hai anh đó về nè, thấy không ngắt ra. Cái bự kìa nè ông bà cô bác. Đó. Cái cọng ngò mà dài sọc giống như là dâu cần vậy á. Tốt quá trời, này phải nhổ kịp để nó cao quá mẹ. Rồi đi về đi con. Về đi. Ủa vậy con mua bánh mì về lâu chưa? Giờ mẹ còn nhổ lâu, mẹ về lấy bánh mì lên. Thôi sắp xong rồi. Hả? Vậy là về luôn, về ăn luôn chứ đâu có ép không mà. Ừ. Lộn nó đủ rồi, còn chai. À đủ rồi hả? Đây ông bà cô bác. Để Khánh chia sẻ đây. Nè mẹ, mẹ ba cũng kêu về đây cất nhà hoài nè. Điều kiện chưa thích hợp ông bà cô bác ơi. Về đây coi như là sáng, là buổi sáng là coi như là đúng cái hướng này là hướng đông luôn à. Hướng này hướng đông, để Khánh coi coi chính xác là hướng này hướng gì nha ông bà cô bác, để Khánh mở cái bản đồ cái. Ở đây là chính xác là hướng đông luôn mà cô bác ơi. Đông mà, sáng là coi như là mặt trời là trực diện vô luôn. Rồi ấy, mẹ sổ nhỏ xong cái lọn này đi về luôn hả mà, đi về ăn bánh mì luôn. Về chứ mẹ. Ôi, sao ba mày không đẩy cải gì trước con lặt ta? Hả? À? Đẩy về chưa, đẩy về liên lạc trước để làm chứ chưa có bán chưa không mẹ? Có. Không tứ đồ xong chưa? Chưa mẹ. Ba cũng còn đang tứ đồ đằng sau. Đây cá ở nhà nó cũng nuôi cá nè. Cá này cá phi, cá mùi, rồi cá chép, cá tây tượng, nói chung là đủ cái loại cá luôn mà các bác. Vậy người nuôi có con này con kia vậy á. Thì chủ yếu là cá này là ăn rau không mà. Đó ông bà các bác thấy không? Rau muống này nè. Rỉa ăn về ở nhà có lặt cái bèo á, làm rau cái bèo hay gì đó cũng dục xuống rồi cho cá ăn à. Thì nói buổi sáng ở nhà yên tĩnh ghê. Đất từ mí trên xuống mí dưới thấy xa ghê. Mình nhìn vậy chứ tổng diện tích ở đây là có 2.200 thôi à. 2.200 mét vuông à. Ở dưới miền Tây ở dưới nhà Khánh gọi là 202 á. 202 phải không bạn? À. 202 nhìn thấy xa quá trời luôn à. 2.200 mét vuông á. Dạ. Là 2.200 mét vuông. À, 2.200 mét vuông á. Này là đúng là đầu nhỏ đít bự luôn á. Ở dưới là phình bự hơn phải không bạn? Ừ. Ở trên đây là nhà hơi nhỏ, xong rồi xuống dưới từ từ phình bự ra. Nhưng mà cũng nhìn giống như cái hình thang vậy á. Hình thang đó mà các bác, ở trên nhỏ từ từ xuống dưới bự ra mà dài quá trời luôn à. Đó anh hai cũng ba mẹ cho anh hai, anh chị hai trồng ở trên đây nè, trồng rau trên đây. Tại lúc trước là cũng nhiều á, nhân lực đồ nhiều, rồi anh chị hai trồng kiểu mà cũng vô mấy vụ, trồng mấy vụ mà toàn là xấu không à, xấu đi, giá nó không có cao. Xong rồi anh chỉ là coi như là về ngoài làm nghề khác luôn. Làm nản. Làm rẻ quá trời luôn à. Rẻ là bán không có tiền nản. Làm cực, bán không có tiền, giờ ảnh bỏ luôn, không có làm nữa. Không làm, giờ ảnh về ngoài, giờ ảnh đi theo công trình ở ngoài Hà Nam ngoài không mà các bác.
Bởi vậy nhiều ông bà cô bác mà hỏi á, hỏi thăm gia đình á, thì ở nhà thì cũng có coi như là ở nhà bốn anh em trai không à. Là anh hai là anh đi về Hà Nam, anh ở ngoài và anh làm công trình luôn. Và anh ba là nhà kế bên mà nhà chồng anh ba chồng Mai đó. Còn là tới Khánh, xong rồi tới Phong. Coi như ở nhà có bốn anh em mà. Và anh hai thì anh đi ngoài, anh cũng ít về. Nên là lúc ghi hình nó cũng không có thấy nhiều. Để túi cái bị ngò này chút xíu để lên xe đẩy luôn chứ sách về làm chi cho nặng các bạn. Để ngay đó là lát một anh nào đem ra đẩy má, thôi để đi, chút mẹ sách ra má xe đẩy về luôn. Để xe là để héo, đủ cho mẹ bó ăn gọn nó là đủ rồi hả? Ừ, nó đủ rồi, cao quá thôi. Lặt ở ngoài đó cho nó xong hết đi rồi. Về làm để bán chờ kịp bán buổi trưa. Nãy giờ chia sẻ rẻ, chia sẻ khu vườn ở đây rồi. Đây Khánh ấy mới quay ra đây. Đây. Rồi thôi giờ chắc Khánh cũng xin phép là khép chương trình luôn bà cô bác ơi. Để khiêng cái này đi ra ngoài giờ chuẩn bị cũng đi về luôn. Đi về rồi ăn uống ăn buổi sáng xong rồi làm rau để bán buổi trưa đó. Rồi một lần nữa thì Khánh cũng không biết nói gì hơn, cũng kính chúc toàn thể quý khán giả của Mạnh Thường Quân lúc nào cũng mạnh khỏe hết, công việc thuận lợi, gia đình ấm áp hạnh phúc luôn. Rồi mẹ ơi chào khán giả luôn rồi chuẩn bị đi về luôn ơi, chuẩn bị đầy đủ rồi. Vậy dưới ba cũng chuẩn bị xong mà ba đẩy vậy là giờ một lượt luôn á mà cô bác. Đó dưới nè Khánh chuyển xuống nè, mấy cái trải là cũng xong rồi, đó. Nhổ lên đầy chạc hết rồi, ba là ba đẩy lên cái là xong rồi đó. Rồi Khánh khép chương trình luôn, chào ông bà cô bác luôn. Chị đang ấy bánh mì nhà hả? Lên đẩy về đi, anh về anh ấy xong rồi ăn uống xong rồi là đi. Rồi Phong lên đẩy cải, rồi xuống đẩy ấy quơ cái nó đẩy luôn. Còn cái bèo nữa là xong rồi. Đây, đi về ông bà cô bác đi. Đó, đi qua. Ở đây có hai cái lu nước nè. Hai cái lu này để đựng nước mưa uống. Dạ như là lúc mà làm trên đây á, không có nước uống, lấy nước mưa đây nè ông bà cô bác. Nước mưa này là nước mưa sạch luôn á. Rồi con về trước nha bạn. Ấy có gì về ăn bánh mì luôn ba ơi. Ba đợi ba đẩy cải. Ba đẩy cải xong mới đất. Rồi. À chỗ. Ở dưới quê đó mà các bác ai cũng vui hết. Hàng như là hàng xóm láng giềng là cũng bà con là không mà. Nên là sớm lửa tắt đèn có nhau. Nguyễn Khánh Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem là ở phía sau lưng Phong á là một cái vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á là giấy tờ ở bên đây á là bên sở y tế, nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây á được xác nhận và chứng nhận cô chú anh chị. Cho bà con uống hết bệnh thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc. Và cũng mừng cho hai đứa con luôn. Cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Thì sáng nay thì anh cũng nói luôn, thì bây giờ đó ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, về viêm đa khớp, các bệnh về xương khớp á thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi. Cứ liên hệ số điện thoại của Khánh. Thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi thôi thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp thì có thể liên hệ trực tiếp cho gia đình